Ngày 18 tháng 9, đồn công an khu công nghiệp Hòa Phú thuộc công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhận được đơn tố giác của một cô gái sinh năm 1995 đang là công nhân khu công nghiệp Hòa Phú với nội dung là có một thanh niên tự nhận là thượng úy công an của đồn công an khu công nghiệp đánh mình vào đêm trước. Sau khi tiếp nhận đơn, công an đồn khu công nghiệp Hòa Phú đã vào cuộc xác minh. Đến chiều tối cùng ngày, công an đã mời nam thanh niên đánh cô gái về làm việc. Bước đầu nam thanh niên khai tên Nguyễn Nhật Nam, sinh năm 1982, ngụ xã Sông Phú, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long, đang ở trọ tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ để tìm việc làm. Tại phòng trọ của Nam, lực lượng công an đã thu giữ được một bức ảnh chân dung, Nam mặc đồ cảnh sát và mang quân hàm thượng úy. Nam khai bức hình là do Nam mượn đồ mặc chụp hình làm kỷ niệm. Nam đã cưỡi cho cô gái mới quen được 2 ngày để ra oai với cô bạn. Khi làm quen, Nam đã tự nhận mình tên là Nguyễn Trần Phong Vinh, cấp bậc thượng úy, đang công tác tại đồn công an khu công nghiệp Hòa Phú. Tối 17 tháng 9, Nam chở cô gái đi uống nước rồi trở về phòng trọ nói chuyện. Tại đây, Nam sầm sở nhưng cô gái không đồng ý nên Nam đã tát cô gái.